nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là điều kiện quan trọng để tỉnh thu hút đầu tư, tạo thêm nguồn lực cho phát triển. Đồng chí chúc Tuyên Quang ngày càng phát triển toàn diện, xứng đáng với vị thế thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thủ tướng biểu dương tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, các nhà thầu đã nỗ lực thi công các hạng mục công trình bảo đảm an toàn, chất lượng. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, qua khảo sát trực tiếp, Thủ tướng đề nghị giải quyết hai nút thắt quan trọng là xử lý điểm nút kết nối với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc khu vực thị xã Phú Thọ và điểm nút kết nối với đường Hồ Chí Minh làm sao đảm bảo thuận lợi nhất, khắc phục những điểm bất hợp lý mà dự án ban đầu triển khai. Đồng chí lưu ý, sau khi triển khai giai đoạn 1, phải bắt tay ngay vào triển khai ngay giai đoạn 2 và tiếp tục nối tuyến lên Hà Giang. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí khu tái định cư cho người dân hợp lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nảy sinh trên công trường. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu để đảm bảo đạt và vượt tiến độ đề ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang tổ chức hội đua thuyền trên sông Lô. Tham gia có 15 đội đến từ 15 xã, phường trên địa bàn thành phố với 460 vận động viên. Kết quả, đội đua phường Minh Xuân đoạt giải nhất, xã Lưỡng Vượng đoạt giải nhì và phường Tân Hà đoạt giải ba. Hội đua thuyền trên sông Lô là hoạt động nhằm quảng bá du lịch, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp đầu năm, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong 5 ngày đầu xuân mới, sân bay Nội Bài đã đón gần 400.000 lượt hành khách. Dịp Tết năm nay, sản lượng khách và lượt chuyến bay cất hạ cánh đều tăng rất cao so cùng kỳ Tết Nguyên đán năm trước. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chuẩn bị các phương án phục vụ đợt cao điểm, tăng cường nhân lực, phương tiện, nên việc phục vụ hành khách bảo đảm an toàn, thuận lợi, kể cả các chuyến bay đêm phục vụ đồng bào về quê đón Tết và du khách quốc tế. Chủ tịch Quốc hội vừa ký ban hành nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo quy chế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân theo hiến pháp và pháp luật,